Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Âm Âm Vlog. Thì ở đây mình thấy có ổ ong ruồi nè. Đây là cái ở trong nó nhóc chắc có làm tổ ở trong. Ong ruồi là để lấy mật nha mọi người. Là loại ong mật, là loại ong nhỏ con bằng con ruồi trâu á, nó chỉ có tiếng điện thôi. Đó. Nó như con ruồi vậy đó. Đèn này nó đông một đèn á thì nó cũng vậy con. Xong rồi á nó sẽ nó không có nọc của nó vẫn có ấy mình. Mặt thì thơm rất ít, cho nên là khi mà mọi người phát hiện ổ ong ruồi, mọi người nên tranh thủ thấy có mật á thì mọi người nên hốt. Mật rất là thơm mà ngon. Chắc có ổ ở trong hết ta. Đây nó bu lại nhiều nhiều cả. Mở tổ ong ruồi á, nó làm tổ nó chỉ cho khoảng 250ml mật ong thôi. Giá của mật ong ruồi rất là mắc nha mọi người. Vì là ong này rất là hiếm, cho nên là để lấy được mật của ong này á hơi khó, cho nên giá cao. Mọi người có thể thấy nó như là những cái con ruồi vậy, nó tí thôi, nó bay chậm chậm, mọi người dở dần nó mới chích, đưa tay lên rồi nó chích cái đèn vô trong nó để nó làm ong. Đó, nó bay trước mặt là đặt con thử rồi nó đầm cái vô. Uống nước đây. Đây. Rồi, những con ong này thường nó sẽ làm tổ ở những cái nơi mà hóc á, nó sẽ làm những chỗ không để cho người ta thấy, nhưng mà ở đây chắc là cái cây đó có cái gì ở bên trong á, nên nó mới chọn những cái lỗ như vậy để người ta khó mà thọt tay vô lấy á, nhưng mà người ta vẫn lấy đi chơi à. Mọi người thò tay thử chích một cái khỏi còn rồi luôn. Không rồi có quánh không ta? Mình sẽ để mình nhớ lại coi ông rồi nó có đánh không ta. Những loại ong có mặt thì rất là ít nờ, vẫn đánh nha, vẫn đốt mình, nhưng mà mức độ nguy hiểm nó không có cao. Những con ong nó bay nó cứ là để từ con nó chui vô, giống như nó vô nó làm mật á. Nếu mà nó đem đi vậy thì chắc có ông thợ ở trong nữa. Ông thợ, ông chúa. Những con ong thợ nó đem mật về làm tổ rồi người kia, xong rồi nó bay trở ra, nó đi kiếm, nó kiếm mật xong đem về. Uống xì tiên không ta cho miếng này.
Rồi đi ngắm ông. Cái này là nó đi hút mật hả ta? Thường là những con ong nó sẽ đi hút cái mật hoa, mật trái cây rồi này kia hả? Nó sẽ đem về rồi nó nhả ra nước miếng ra hả? Hay là sao trời? Rồi đó là không biết ong nó là mật sao? Giống như là con yến á, nó nhả nước miếng ra. Nước miếng của nó là những cái sợi yến mình uống. Rồi, tính là yến nhả nước miếng ra còn đảo ra tính uống cà phê cứ trộn rồi trộn nó ỉa ra rồi yến để làm cà phê trời. Thật là vãi. À, ở sẻ chim, không, ở sẻ chim ỉa là chim nó ỉa ra cái cây, cái hộp rồi nó lên cái cây là đỡ rồi, còn mình cứ trộn cà phê cứ trộn là con trộn nó ỉa rồi, thấy ghê quá. Được. Ồ, mới tin vậy rồi nó bay trong bao lâu nó mới tan ta, hay là nó bay nó sẽ bay đi làm mật, mật xong rồi ví dụ như là khi mà hết mật á, hết mật rồi đó bắt đầu nó sẽ hết mật rồi bắt đầu nó sẽ dời tổ đi hả, dời đàn đi hả? Kiếp không? Nó bay lại nhiều hơn hồi nãy nữa rồi, nãy ít hơn rồi đó. Nó bay xuống nhiều rồi, nó là lại nhiều luôn rồi. Cái này không đốt rồi nữa đâu ấy. Đó, đó, nó là xuống rồi. Đó, 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 kìa, coi kìa, kìa. Thì vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem những con ong mật rồi ha, là ong ruồi và ong mật. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.